Rồi ngồi đi em trai. Và bây giờ xin mời đàn gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Chào MC Quỳnh Linh và chị Nam Thư. Dạ. Chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Minh Cảnh. Năm nay em 30 tuổi. Em đến từ Quảng Ngãi và hiện nay đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em làm nhân viên văn phòng. Ở quận mấy em? Dạ, em ở quận Thủ Đức mà em làm sống thần. Mời về nhà gái. Em tên là Phạm Nhị Phương Quỳnh. Năm nay em 23 tuổi. Đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm giáo viên tiếng Anh của một trường tiểu học. À, giáo viên tiếng Anh ha. Hello, how are you? Today I'm fine, thank you. Ok, thật cảm ơn. Ủa sao anh Linh thì tới đó là anh ok rồi vậy? Rồi, vậy thì bây giờ bên đàn trai sẽ nói một tí xíu về điểm mạnh và điểm yếu của bản thân mình nha. Điểm mạnh của em là siêng năng và chịu khó trong công việc. Điểm yếu của em là hơi khó tính một xíu. Làm việc đó em không ưng ý nên em cào nhào. Hơi giận tí nhưng mà giận rồi sẽ quên. Cầu nhau sao? Ví dụ làm gì mà sai ý em la lại. Làm gì lâu vậy? Dạ, em hơi la nó vậy chứ còn em không có để bụng đâu. À, giờ Quỳnh em giới thiệu về điểm mạnh và điểm yếu của bản thân em nè. Về điểm mạnh của em thì là em tự tin về tiếng Anh của em. Ừ. Rất là dễ bắt chuyện với mọi người, rất là được thiện cảm của mọi người. Dạ. Còn điểm yếu của em thì em hơi bừa với lại em cũng... Đôi lúc thì em nhanh nhẹn nhưng mà đôi lúc thì em hơi lề mề. À. Hơi mâu thuẫn. À. Bên đàn gái nha, bên này nhiều lúc cũng nhanh lắm mà nhiều lúc cũng chậm lắm, vậy có bị la không? Cũng tùy theo lúc chị. Lúc tính tình nó khi trời nó nóng bức quá, nhiều khi mình cũng nó bất thường đúng không? Dạ. Nhiều khi người ta làm nhanh á, làm gì nhanh vậy? Làm chậm thôi. Dạ. Bây giờ mình nói chút tình trường của mình đi đàn trai cho đàn gái biết nào. Em thì trải qua hai mối tình. Thời đi học sinh viên á. Còn thời sau này thì cũng có quen cô ấy cũng được năm mấy. Sau này cô ấy đi ra nước ngoài du học. Thôi luôn. Còn nghiệp không? Đó, đàn trai lý lịch tình yêu vậy, còn đàn gái thì sao? Còn về bản thân em thì em cũng mới đi ra ngoài xã hội làm việc cũng có một năm thôi. Thì thật sự em chưa yêu ai. Ủa vậy là trước đó em ở đâu trong xã hội? Lúc trước khi em ra ngoài xã hội thì em ở trong vòng tay của ba mẹ. À, tức là tiểu thư đó đúng không? Dạ, tiểu thư đại cát ở trong gia đình được. Dạ. Cha mẹ bảo bọc ha. Dạ. Trời, dễ thương quá. Trời, tiểu thư vậy là hồi lúc mà đi học ba mẹ có đưa đi đón về đi học không? Dạ, thật ra đến giờ em vẫn chưa biết đi xe chị. Là vẫn có người nhà đưa đón. Dạ, đến khi bây giờ em đi làm thì ba em thường xuyên cho em đi làm. À, hôm nay đến với chương trình chị hy vọng là có người đưa em đi rước em về. Dạ. Ha. Tôi thấy rằng cặp này có thể hợp nhau về tính tình luôn nè. Cái mong muốn của đàn gái là muốn cái người mà cùng đi với mình trên con đường tình yêu đó là người như thế nào? Về tính cách thì là hoạt bát, đừng nóng nảy. Bên đây không có nóng nổi. Muốn một người có ngoại hình tốt. Quá tốt. Có một cái ngoại hình lý tưởng của ai đó không? Ủa, Quang Đại á chú. Quang Đại. Ồ, là cao quá. Trời ơi. Kiểu này nó lửng lửng ở giữa. Dễ thương hơn Quang Đại một chút. Thôi được rồi đó. Đàn trai chịu đàn gái rồi đó nha. Mời đàn gái qua xem mắt. Dạ, chào chị Nam Thư. Chào em. Ý, tóc ấn tượng quá nè. Chào bà mối đi. Em thích con trai tóc làm sao? Em thích undercut đó chị. Undercut rồi đầu đinh, tóc ngắn ngắn đúng không? Dài dài xíu chứ đừng đinh quá chị. Cũng kết nhưng mà chưa under. Mẫu hình bạn gái mà em mong muốn là gì? Trắng. Cao 1m6 trở lên, có công việc ổn định, hiền, siêng năng một tí, có giọng nói hoạt bát. Từ nãy tới giờ em nghe bạn bên này nói chuyện, em cảm nhận như thế nào? Giọng ấm áp, giọng miền Nam ấm áp. À. So với em. Thì em có ngại cái chuyện ở rể không? Lúc trước cũng có bạn bè chia sẻ ở rể nó này nọ, rồi nó cũng bắt tiền lắm. Nhưng mà em nghĩ theo bây giờ thì ở rể thì vẫn được. Dạ. Tùy theo mình đối xử như thế nào thôi. Rất là nhẹ nhàng ha. Bạn trai bên đây em nghe nói chuyện đó, nhẹ nhàng, điềm đạm. Chị là thấy được đó. Được, hợp. Thì em cũng có một cái hình mẫu. Cái này chỉ là một cái ngoại hình thôi. Thì đây là một cái hình mẫu tương đối của em thì là hiện đại, năng động. Đưa anh coi coi. Dạ. Nó dễ nhiều, tóc quá ta. Giống không? Cảm giác giống không? Dạ. Này sao nhìn giống tôi rồi, trẻ quá trời. Thôi gặp đi là bất ngờ. Dễ thương,
dễ ông này hơi quạo. Đó, mặt càm ràm đó, mặt cầu nhau đó. Không, mặt bên đây càm ràm nhưng mà mặt dễ thương. Còn mặt đúng quạo quá. Đây em cất vô. Thôi để bên đây cất, ta làm kỷ niệm. Rồi cất đi. Quỳnh, hôm nay em tới đây với ai? Dạ, hôm nay em tới đây với ba bà mẹ em. À, có ba, mẹ, dạ. Dạ. Chào cô chú. Chào Nam Thư, chào Quỳnh Linh, chào các vị trong khán phòng. Chào bạn trai bên này. Ấn tượng ban đầu của vợ chồng tôi nói chung là có thiện cảm tích cực với bạn. Bạn cũng có một vài nét tương đồng với em Quỳnh. Mặc dù Quỳnh là con út trong nhà nhưng cái tinh thần tự lập và cầu tiến của Quỳnh khá là tốt. Cụ thể là phụ huynh rất tín nhiệm Quỳnh, đến nỗi mà cái lịch học hè của Quỳnh rất là dày đặc. Nó không phải là chuyện tiền bạc thu nhập thêm, nó chứng tỏ rằng là mình có như thế nào thì phụ huynh người ta mới quý mến. Và cái điều đó là một cái mà gia đình tôi cũng rất là mong muốn các bạn, và đặc biệt bạn là có tinh thần tự lập và cầu tiến. Sài Gòn bây giờ rất nhiều cơ hội, và tôi cảm nhận bạn cũng có những cái nét đó. Còn về vấn đề ở rẻ đấy thì tôi nói luôn rằng là chúng tôi thật sự là không muốn được là ở rẻ, muốn ở gần chứ không phải là ở rẻ. Thủ Đức sóng thần cũng không xa đâu, vì ở gần có nghĩa là hai cháu phải tự lập, chịu trách nhiệm với cuộc sống riêng của mình. Còn ba mẹ ở gần sẽ gần gọi, sẽ hỗ trợ chính lúc cần thiết. Nói tóm lại, cá nhân vợ chồng tôi ủng hộ hai cháu, hai đứa bấm nút để tìm hiểu thêm. Cảm ơn. Dạ, con cảm ơn bác. Rồi, cảm ơn đàn gái. Tại đi về có mẹ và em gái rồi. Tại vì cô là dân quê, không biết ăn nói như thế nào cho phải. Chào các khán giả luôn. Cô cũng trồng cho thằng con cô, nó cũng tới nơi tới chốn, cô cũng mừng xí. Chứ còn cô không biết cái gì hay nữa. Thằng con cô thì cái tính nó cũng hiền lắm, nó cũng vui vẻ hòa đồng thôi. Chứ mà điều đó gái là nó ăn lo đi học, biết không, không kiếm được bộ. Nên chưa có vợ. Cô dân người quốc ngữ. Chứ mà cô ở trong này cô làm ăn để nuôi mấy đứa nhỏ đi học ra trường thôi. Bây giờ á, trước mặt đàn trai mình nói vài câu với đàn gái đi. Có thể nếu hai đứa đồng ý thì xin phép đàn nếu, trai. Chào anh với chị. Ví dụ nếu hai đứa đồng ý cho sang năm tôi hỏi cưới cho rồi. Trời, năm nay mới hỏi gã. Cái này thì gia đình, về phía gia đình thì luôn luôn ủng hộ. Thế còn tùy quyết định hai đứa thôi. Rồi, dạ. Cảm ơn đàn trai, đàn gái ha. Dạ. Hôm nay hai đứa rất là thuận lợi. Dạ, đúng rồi. Mở rào ra để hai đứa mắt chạm mắt. Mở rào. Rồi đó. Có món quà tặng cho em. Dạ rồi. Trời, đưa người ta cầm từ từ đi. Dạ, bình tĩnh, khoan từ từ đi. Đứng đây. Cái giây phút gặp gỡ nó hết sức quan trọng. Nói cái gì trước đi. Dạ, hôm nay đến đây chương trình anh cũng gặp em, cũng là một cái niềm vui của anh. Và anh cũng có bó hoa để tặng cho em. Dạ. Dạ. Thì cũng cảm ơn tấm lòng của anh, thì em cũng có một cái món quà tặng cho anh. Thấy nó dễ thương không? Tặng qua cho bạn gái mà nói dạ hôm nay em có. Cưng quá, được cưng hai đứa. Hợp quá hả? Hình như tụi nó có gương mặt phu thê á. Rồi hai đứa về chỗ nha. Hẹn hò đó, một tuần á thì anh lanh em khoảng được hai lần được không? Dạ được. Dạ. Dạ. Anh thường thường cuối tuần thì anh mới rảnh. Còn những ngày dạ. thường thì anh cũng hơi bận bịu một xíu. Việc học của anh mà nâng cao cái trình độ á thì anh cũng có là ban đêm có đi học thêm. À. Nói chuyện bạn gái mà dạ không à. Dễ thương gì đâu nè. Hỏi coi bạn gái thích gì. Em có thích đi du lịch không? Dạ em thì rất là thích đi du lịch luôn. Được thì anh lái xe anh rước em đi. Anh cũng biết chạy xe bốn bánh. Dạ. Anh thì quan niệm á, hai con là đủ rồi. Sống thì phải biết thương yêu lẫn nhau. Dạ. Chăm sóc. Và tính anh thì nó tự lập từ nhỏ. Thì đó cũng là một cái đức tính mà em rất là thích, đó là cầu tiến. Dạ. Dạ. Mình nói về cảm nhận về nhau đi. Thì anh thấy em nè cũng được. Trời ơi. Lần đầu tiên thấy em cũng dễ quá thương. Được, quá cũng được, quá được. Anh thì cũng là lớn tuổi rồi. Dạ. Cũng muốn lập gia đình mà được thì tiến tới hôn nhân. Về ngoại hình thì đúng như con yêu cầu đó chú Linh. Cao, chất phác và rất là dễ thương, dễ gần. Dạ. Được không? Được.
hôm nay mình tới với chương trình đó, mình có món quà gì về, về tinh thần văn nghệ nè. Anh có bài thơ anh làm cho em. Mà xin hỏi em xíu tên gì? Tên gì? Bạn gái tên gì? Thật thà dễ sợ. Nói từ nãy giờ quay qua. Bạn gái tên gì anh Linh? Quỳnh. Quỳnh. Anh đến đây thì anh đọc cho em bài thơ. Cảnh là một chàng trai nơi quê mùa quan dã, văn chương và tâm tình khô cạn, giống như một hạt cát nằm giữa bãi sa mạc khô khan và cằn cỗi. Làm sao dám nói tiếng yêu một người con gái tiểu thư nơi đài cát ngọc. Quỳnh em biết nói gì đây hỡi em, tờ giấy và dần mực này nó sẽ thay anh bằng một tấm lòng chân thật, xuất phát từ trái tim anh chứ không phải bằng đầu môi và chót lưỡi. Tim anh đã khắc sâu hai tiếng Quỳnh yêu không bao giờ phai nhạt. Trời ơi, dễ thương. Trời nhưng ơi. Mà phải hỏi đây là thơ sao? Dạ nó phải thơ không? Thơ cũng thơ. Được mà dạ. Văn cũng được, nhưng nó xuất phát từ trái tim là được rồi. Dễ thương. Anh nghe nghe câu Quỳnh ơi anh đứt ruột. Trời ơi, hồi nãy nó nói chuyện nhỏ nhẹ đọc thơ xong tôi muốn xỉu luôn. Em thấy sao? Còn biết Quỳnh thấy sao chăng? Dạ, em thấy dễ thương hả? Dạ. Hay. Nhưng đó là văn thôi. Dạ. Mình còn phải võ nữa. Bên nhà gái yêu cầu là văn võ phải song toàn. Làm biết luôn em. Dạ. Biết không hả? Trời, biết gì hả? Dạ. Trời ơi, rồi em, rồi. Ràng rụt thể lực để cho cơ thể mình nó hoạt bát hơn, nó năng động hơn. Thì em cũng có cái bài quyền mà chia em sẻ. Quyền em học võ, có học võ đúng không? Nếu mới biết đánh em học võ môn phái nào? Lúc trước em học Vô Việt Nam, sau này em học Nam Huỳnh Đạo. À, Vô Việt Nam, Nam Huỳnh Đạo. Vô nè. Em thấy là an toàn rồi đó. Thấy đàn trai chưa? Bé Quỳnh là không biết chạy xe. Ừ. Đó. Có bên người chạy xe. Chạy xe mà ví dụ đi đường gặp gì chống xe xuống đá cạch xuống là hey! Là thấy an toàn. Thì đó. Con Quỳnh có gì tặng cho bên đàn trai không? Dạ. Trời, nãy giờ là chị làm khó đàn trai lắm luôn, đàn gái thì mình đừng làm chị lắm. Thì bây giờ em cũng đáp lại tấm lòng của anh thì em xin hát một khúc ngắn của bài Họa Mi Tóc Nâu. Vô. Hát nha. Em họa mi. Em không nhớ rồi. Họa mi đâu về coi. Họa mi về hót coi. Họa mi, họa mi hót trong vườn khuya. Họa mi tóc nâu là em đó. Họa mi, họa mi. Thôi coi như Quả Mi nó ngủ đi. Thôi không sao hết trơn á. Đàn trai hỏi thiệt đàn gái nè, nhớ tên đàn trai không? Dạ nãy giờ em tập trung vào thơ với lại võ của anh nhiều quá em. Thấy chưa, đàn trai nhớ là tên gái chưa? Dạ. Gì? Tên Quỳnh. Quỳnh. Đàn trai tên gì? Tôi hỏi bà mối. Họa mi, họa mi hót trong vườn khuya. Hả anh? Sao đàn anh? Trai tên gì? Đàn trai, trời ơi, đàn trai có một cái tên làm sao mà có thể quên được. Minh Cảnh. Minh Cảnh. Cảnh Quỳnh, chú cho đẹp quá. Cặp đôi này đẹp. Rồi, bây giờ ta tiến hành, bấm nút. Rồi bấm nha. Nút là phải có trách nhiệm với nút bấm của mình. Không phải chuyện đơn giản nha các bạn. Suy nghĩ cho kỹ. Nào, chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định điều đó. 3 2 1 Hết thời gian. Hết thời gian. Yeah. Chúc mừng hai bạn. Chúc mừng em. Chúc mừng Bé Quỳnh. Nào, nắm tay nhau đi. Nắm tay nhau. Đó. Cố gắng tìm hiểu với nhau vào ngày sớm nhất để đi đến hôn nhân. Tất cả mọi người đều mong muốn điều đó ha. Xin phép gia đình của đàn gái cho hôn nụ hôn đầu tiên. Dạ, cho xin phép cho con được hôn em Quỳnh. Dạ. Dễ thương hết sức à. Hôn mà tôi cũng nhột. Dễ thương á. Những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Phần quà dành cho hai bạn trong buổi hẹn hò đầu tiên là một cặp nhẫn hẹn hò trị giá 2 triệu đồng. Và đặc biệt là một voucher mua nhẫn cưới và thuê xe cưới trị giá 12 triệu đồng, được tài trợ bởi thương hiệu nữ trang Anh Phương Jewelry.
Nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân, mỗi bạn nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Máy lọc nước Yakio sản xuất 100% tại Hàn Quốc, được nhập khẩu phân phối tại công ty trách nhiệm hữu hạn Yakio Việt Nam. Nha, hy vọng hai bạn sẽ sớm báo tin vui với chương trình nha. Dạ. Mời các bạn. Đây. Đó, mình bảo vệ Quỳnh nha. Xưa giờ ba bảo vệ, bây giờ là bạn trai bảo vệ nha. Em thích chế ra những món đồ ăn và phải có người thưởng thức. Thì em sẽ đồng ý để thưởng thức những món ăn. Được không á nha, chứ ngày nào ăn nó cũng kỳ lắm. Giờ hiện tại em vẫn là gọi là độc bản thân của anh. Yêu nhau 4 năm mà nhẹ nhàng không cần gắn bó là sao? Là không cay vã nhau, không đụng chạm. Hình như em chưa chứng minh em là bản lĩnh đàn ông á. Em thì chỉ không biết rửa chén rồi. Mình rửa xong thì nó không bể thì nó cũng mẻ. Em nói nhiều khi em không tự kềm chế được bản thân em luôn á anh ơi. Đã từng đi ship một ly trà sữa từ Cần Thơ về Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ cái sữa với trà nó còn không? Em đang có một chiếc mô tô nào riêng cho mình không? Dạ có chị, hai chiếc. Đang đi hạt lây chị. Chưa đi mô tô bây giờ anh à? Em về với anh là em sẽ ngày nào cũng được đi á. Gặp lại vào lúc 15:20 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.